mọi người, lại là mình Suy Trang. Chào mừng mọi người đến với kênh Sunny Gaming. Ở đây, hôm nay mình sẽ chỉ cho mọi người một vài cái mẹo để mọi người có thể kiếm ra được nhiều giao tay nhất. Và mình nghĩ là một số mẹo thì đã cũ rồi, nhưng mà sẽ có một số mẹo mọi người chưa biết đâu, nên là mọi người nhớ xem hết video nha. Ở đây, cùng vào video thôi. Hello mọi người, hiện tại Nhi đang trong game đây. Ở đây, hôm qua thì trong cái lúc mà Nhi hướng dẫn cho mọi người làm sự kiện thì còn một cái nhiệm vụ cuối cùng nữa là nhiệm vụ của tiến sĩ. Nhi không có kịp hướng dẫn bởi vì là game bảo trì. Thành ra là hôm qua có bạn comment là Nhi hướng dẫn cho bạn ấy với. Nên là hôm nay Nhi sẽ quay trở lại và Nhi sẽ hướng dẫn cho mọi người làm cái nhiệm vụ của tiến sĩ Berry ha. Nhưng mà bởi vì là cái ạc của Nhi nó có gặp vấn đề. Thành ra là lúc nãy Nhi có làm rồi nhưng mà nó không có thu được hình. Giờ thì Nhi sẽ nhờ Andy bạn ấy làm cái nhiệm vụ đó và Nhi sẽ mượn cái đoạn video bạn ấy làm để mà hướng dẫn cho mọi người nha. Giờ đầu tiên là chúng ta sẽ tới gặp tiến sĩ Berry nha mọi người. Tiến sĩ Berry thì sẽ yêu cầu mình làm cái nhiệm vụ thảo dược á. Đó, bây giờ bà sẽ kêu mình đi tìm những cái thảo dược để mà bà làm thuốc nha. Thì mình nghĩ là cái nhiệm vụ này khó với mọi người là bởi vì mọi người không có biết vị trí nào là có thảo dược. Thì đây, mọi người chỉ cần đi xuống cái dốc này và phía bên tay phải của mọi người là có rất nhiều những cái cây hoa màu tím, màu vàng. Thì đây chính là những cái cây thảo dược nha. Mọi người chỉ cần lượm đủ 10 cây này là hoàn thành á. Sau khi mà lượm đủ thảo dược thì mọi người quay lại gặp tiến sĩ Berry. Sau khi làm thuốc thì bà ấy đưa cho mình một cái bình, nó như là cái kiểu mà bình phun xương vậy á mọi người. Và sau đó thì mình sẽ di chuyển theo hướng mũi tên. Đó, mọi người xuống đây thì mọi người sẽ thấy có một cái quả dâu nó kiểu bốc mùi lên như kiểu là nó bị hư á mọi người. Thì mình sẽ bấm vào nút play để mà xịt những cái thuốc trừ sâu vào cái quả dâu này nha. Nó nhìn như kiểu là phun tiên xương tiên luôn á. Trời ơi đẹp nha. Quá trời, cái cách tưới nước nó đẹp quá trời nè. Ê, nhưng mà nhìn nó kiểu tưới nhiều trừ sâu quá là hình thành ra cây nó bệnh lại á mọi người ạ. Rồi đó, bây giờ chúng ta sẽ gặp lại tiến sĩ Berry để mà trả nhiệm vụ. Ok, ngoài ra thì chúng ta còn có một cái nhiệm vụ nữa của ngày hôm nay. Trừ cái nhiệm vụ mà lão dâu mà hôm qua mình hướng dẫn rồi thì có một cái nhiệm vụ mới của cái bạn Tiên Dâu 2 nha. Bạn Tiên Dâu 2 ở đây thì bạn ấy sẽ giao cho mình một cái nhiệm vụ tập thể dục. Nhưng mà do anh đi nó làm rồi nên là nó không có hiện lên đó mọi người. Thì đây mình có quay một cái đoạn mà làm nhiệm vụ của Tiên Dâu 2 để mình show cho mọi người xem. Với cái nhiệm vụ này thì mọi người chỉ cần lập theo cái động tác của nó yêu cầu là được. Động tác thứ nhất là dì búp bê nhảy trực nhịp ha. Động tác thứ hai là lắc lư trêu chọc và động tác thứ ba là cháo phân khích nha. Nó vỗ tay đó hả? Ok, xong nhiệm vụ của Tiên Dâu 2. Hình như là chỉ có một nhiệm vụ thôi mọi người. Đúng rồi đó. Còn cái chủ đề chính của hôm nay là Nhi sẽ chỉ cho mọi người cái mẹo nào mà Nhi có thể kiếm được nhiều giao tay. Thì hôm qua thì Nhi kiếm được khoảng tầm đâu mấy chục quả đó. Nhưng mà tới hôm nay, tại thời điểm này thì Nhi đã kiếm được là 220 quả giao tay rồi nha mọi người. Đó, mọi người thấy quá trời không? Nhi chỉ còn hơn một nửa chặng đường nữa là hoàn thành xong cái sự kiện này. Thì đây là những cái mẹo mà Nhi đã đúc kết sau một quá trình lan lộn đi kiếm giao tay. Thì có một cái cách mà gọi là cái cách tối ưu nhất trong cái sự kiện này thì Nhi sẽ chỉ cuối cùng. Còn nếu như mà mọi người không làm được cái cách cuối thì đây là những cái mẹo giúp mọi người kiếm được nhiều giao tay hơn nha. Đầu tiên là mọi người hãy di chuyển qua server nước ngoài, cái chỗ trạm bay đây nha. Thì mọi người qua đây để mọi người di chuyển qua các khu vực nước ngoài, ví dụ như là phố Á, phố Mỹ, phố Âu, Đông Á các kiểu. Nhưng mà vì mọi người biết là hiện tại cái mẹo này được rất là nhiều người áp dụng rồi, thành ra mọi người nhìn số bạn bè của mình nè, những cái bạn ở bên phố Âu cũng nhiều, bên phố Đông Á, phố Á cũng nhiều. Nói chung là các bạn ấy cũng di chuyển qua các khu vực khác để mà kiếm giao tay á. Thành ra là giờ mọi người qua nó cũng đông á. Mọi người có thể qua server nước ngoài cũng được, mà mọi người ở lại server Việt Nam cũng được luôn. Thứ hai là mọi người sẽ cùng với bạn bè mọi người đi tìm. Ví dụ như mình cùng với Andy đi tìm á, thì mình sẽ đi những cái khu vực nào có giao tay và mình kiếm. Nếu như mà mình kiếm ra giao tay trước thì mình sẽ lụm. Còn nếu mà mình kiếm ra những cái quả giao tay nào mà mình không có cần dùng, ví dụ như là giao tay chưa chín, thì mình sẽ gọi Andy qua. Còn nếu mà bạn ấy có rồi thì mình sẽ lụm luôn. Hoặc là mình cũng sẽ nhờ Andy mỗi lần mà kiếm ra giao tay thì sẽ gọi mình. Đây, ví dụ mình sẽ tele qua ổng. Đó, ổng vừa kiếm cho mình cái dâu hỏng đây mọi người. Thì cái dâu này mình cũng có khá là nhiều rồi nhưng mà mình muốn sẽ lụm nha. Mẹo thứ ba đó chính là tập trung vào từng khu vực một. Ví dụ như là nếu như mà mọi người di chuyển quá nhiều á thì mọi người sẽ bị một cái tình trạng là cái khả năng mà mọi người kiếm thấy giao tay và lụm nó sẽ ít hơn là mọi người tập trung từng khu vực. Ví dụ như là nếu là mình á thì mình sẽ tập trung cái khu vực ở trên cái đồi này nè. Cái trên đồi này ở trước mặt tòa nhà gỗ á, thì xung quanh đây có rất là nhiều bụi cây, mọi người sẽ rất là dễ để mà quan sát cái chỗ nào có cây mọc lên. Và cái việc mà hồi giao tay lại thì rất là nhanh,
Vậy nên là nếu mà mọi người tập trung khu vực thì mình thấy là mọi người sẽ lượm được nhanh hơn là mọi người di chuyển á. Còn nếu với những bạn nào mà tập trung một khu vực thấy nó không có được tối ưu lắm, kiểu như là nó hồi lên lâu quá và mọi người kiếm được rất là ít trở tay, thì mọi người vẫn có thể di chuyển. Nhưng mà lưu ý cho mình, đây là cái mẹo thứ tư. Mọi người có thể sử dụng phương tiện nhưng mà đừng sử dụng phương tiện nào quá to, quá nhanh. Thì đây, khi mà mình sử dụng ô tô á, thì nó sẽ rất là dễ che khuất cái tầm nhìn của mọi người, cũng như là mọi người sẽ không có phát hiện được cái khu vực nào có giao tay. Bởi vì nhược điểm mà khi mọi người dùng phương tiện á, là nó sẽ không có xuất hiện giao tay cho tới khi mọi người xuống xe. Thành ra là nếu mọi người sử dụng xe quá to nè, thì nó sẽ che khuất tầm giao tay đi. Và nếu mọi người sử dụng phương tiện chạy quá nhanh thì mọi người cũng sẽ rất khó để phát hiện giao tay. Cách của mình là mình sẽ chọn những cái phương tiện nào mà kiểu vừa nhỏ, chạy vừa thôi, và nó cũng sẽ không có che khuất tầm nhìn của mình, và nó sẽ tầm thấp thôi mọi người ạ. Tầm thấp thì sẽ dễ phát hiện ra giao tay hơn. Thì nếu mà mọi người muốn di chuyển bằng phương tiện thì mọi người nhớ là áp dụng cái mẹo này nha. Và thêm một cái mẹo nữa, nếu như mà mọi người muốn tự tìm trong những cái khu vực mà đông dân thì mọi người hãy tìm những cái vị trí nào mà ít người qua lại nhất. Với mình thì cái khu vực ít người qua lại nhất chính là cái khu vực này, phía gần trên đỉnh đồi á. Thì cái khu vực này mọi người không thể nào mà nhảy lên bằng phương tiện hay là mọi người dùng chân để nhảy được, mọi người phải có một cái loại thức ăn đặc biệt. Thì mọi người có thể sử dụng những cái thức ăn mà có cái phần biểu tượng hình cánh, như là kẹo khen ngợi hoặc là salad trứng, gà xì dầu. Thì những cái món ăn này sẽ giúp mọi người nhảy cao hơn. Còn không thì mọi người có thể sử dụng pizza gà tôm, vì pizza gà tôm thì nó sẽ giúp mọi người nhảy đúp. Thì mọi người chỉ cần ăn một cái pizza là mọi người có thể nhảy lên rồi. Đó, sử dụng phương tiện đặc biệt, sử dụng những cái thức ăn đặc biệt nào để mọi người có thể nhảy lên. Và lưu ý là những cái món ăn này nó sẽ có hiệu nghiệm trong vòng khoảng 2 phút. Gần hơn 2 phút một xíu. Thành ra là nếu mà mọi người đã di chuyển lên đây rồi thì mình nghĩ là mọi người nên nhờ bạn bè mọi người tài lê qua để mà tài lê cho nhanh. Hoặc là nếu mà bạn nào chơi một mình thì mọi người có chế nhiều những cái vật phẩm, những cái thức ăn đặc biệt tốt nhất có thể để mà mọi người có thể di chuyển lên nhiều lần nha. Như mình thì mình sẽ nhờ Andy treo trên đó luôn. Và mỗi lần mà mình lượm dưới này hết thì mình chỉ cần theo dõi bằng ấy là mình đã lên được phía trên và lượm vô tay rồi nè. Đó, đây là cái khu vực mà mọi người thấy là nó sẽ ít người qua lại nhất và nó sẽ có khả năng có nhiều giao tay nhất nha. Nhưng mà tất cả những cái cách đó nó lại không tối ưu bằng cái cách cuối cùng mà mình chuẩn bị chỉ cho mọi người đây. Sở dĩ như là cái việc mà mình có thể kiếm được 200+ quả giao tay nhanh đến như thế là bởi vì mình đã áp dụng cách gần như những cái sự kiện nào mà tranh giành đồ mình đều áp dụng. Đó chính là dùng map trống. Thì với cái cách sử dụng map trống này thì Manto đã từng chỉ cho mình và mình cũng đã từng chỉ cho mọi người rồi. Thì mình sẽ nhắc lại ha. Với map trống thì mọi người cần vào những cái khung giờ cao điểm. Ví dụ như mình muốn treo cái map này thì mình đã vào lúc 12 giờ trưa, lúc mà nhiều người chơi nhất. Và sau đó mọi người tìm những cái map nào mà kiểu có người số người tối đa, ví dụ 24 người, 25 người đó. Xong có mọi người đứng treo đó. Nếu mọi người hên thì mọi người sẽ mất chỉ tầm khoảng có 2-3 tiếng là mọi người sẽ có một cái map trống. Còn nếu mà khó hơn thì mọi người sẽ mất khoảng từ 5-6 tiếng thì sẽ có một cái map trống. Mình đã sử dụng cái chức năng treo máy của Samsung để mà có thể treo được cái map trống. Và đây, sau cái thành quả 2-3 tiếng đồng hồ thì mình treo ra được một cái map. Cái map này là chỉ còn có 5 người chơi, trong đó có cả mình và Andy. Tuy là không phải cái map trống hoàn toàn, không phải là chỉ có mình không thôi, nhưng mà chỉ cần ít người như vậy là cái khả năng mà mọi người có thể lụm được giao tay nhiều là đã rất là hiệu quả rồi. Mình lụm mà không kịp luôn á mọi người, tại vì cái số giao tay nó hồi lại rất là nhanh. Và đó cũng là cái cách mà mình có thể kiếm được giao tay nhanh nhất có thể. Hiện tại thì mình đã đạt được tới con số 250 cái quả giao tay rồi, và chắc chắn là mình sẽ đạt được 500 quả nhanh thôi mọi người ạ. Mình chỉ còn một nửa chặng đường nữa thôi. Thì đó, nếu mà mọi người treo được map trống thì quá là đơn giản, quá là khỏe rồi. Nhưng mà nếu mọi người không có treo được map trống thì mọi người cũng có thể áp dụng những cái mẹo mà mình chỉ cho mọi người nãy giờ nha. Ở đây, nếu mà mọi người còn thắc mắc gì nữa thì hãy comment phía bên dưới cho Nhi biết. Còn mong là mọi người áp dụng những cái mẹo này và có thể lượm được nhiều cho tay nhất, cũng như là hiệu quả với mọi người ha. Ở đây, cảm ơn mọi người đã xem video đến đây. Đừng quên để lại cho Nhi một like và nhớ bấm đăng ký để xem ngày mai Nhi sản xí gì nha. Tạm biệt mọi người. Sayonara. Mà ta đê. Ê, nhờ anh đi nó treo mà chập nó ngủ luôn đó mọi người. Nó ngủ luôn rồi nè. Mà bạn ấy cũng chưa đủ cho tay đâu. Lát nữa mình sẽ đánh thức anh đi dậy để bạn ấy đi tìm cho tay ha. Giờ mình sẽ đi tiếp tục với 250 quả cho tay còn lại đây. Bye bye.